tháng 1 năm 2013. Nhà máy thủy điện Văn Phong được cấp giấy phép đầu tư xây dựng và chính thức được khởi công trong sự kỳ vọng và chiến lược phát triển đa ngành của công ty mẹ là Công ty Cổ phần Xây dựng 47. Dự án nhà máy thủy điện Văn Phong được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đồng ý cho phép xây dựng tại thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Nhà máy được xây dựng tại vai phải công trình đập dân Văn Phong, hợp phần khu tưới Văn Phong. Nhiệm vụ của công trình là tận dụng lượng nước xả theo chế độ điều tiết của công trình thủy lợi đầu mối đập dân Văn Phong để phát triển, phát huy hiệu quả tổng hợp của toàn bộ dự án. Nhà máy thủy điện Văn Phong, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Phong. Nhà thầu tư vấn thiết kế chính là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện Tân Thế Kỷ Trùng Khánh, Trung Quốc là đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị. Giám sát thi công phần xây dựng thủy công là Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6. Đơn vị thi công chính nhà máy, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 cùng các đơn vị tư vấn thiết kế thi công các hạng mục về truyền tải điện của nhà máy. Thủy điện không phải là mới mẻ đối với Bình Định. Tuy nhiên, khác với các nhà máy thủy điện đã có mặt tại địa phương, nhà máy thủy điện Văn Phong sử dụng công nghệ tuabin capsule kiểu bóng đèn trục ngang phát điện với cột nước thấp. Trong đó, mức thấp nhất là 3,24m và cột nước tính toán là 3,79m. Tận dụng tối đa nguồn thủy năng bậc thấp nhất là đập dân Văn Phong để phát điện. Nhà máy lắp đặt 3 tổ máy với tổng công suất là 6 MW. Điểm khác biệt của thủy điện Văn Phong so với các thủy điện khác thì thủy điện Văn Phong là một cái thủy điện mà tận dụng cái nguồn nước dư thừa của kênh tưới Văn Phong, đập dân Văn Phong. Cho nên là nó không có hồ chứa riêng của cái nhà máy thủy điện. Và hai nữa là về cái hệ thống mà chế tạo thiết bị máy, đây là cái nhà máy thủy điện mà tua bin capsule trục ngang. Cho nên tận dụng cái cột nước của nó là nó thấp, không như là các cái nhà máy thủy điện như Định Bình hoặc An Khê Can Át là cột nước thấp, cho nên là cái lưu lượng nước của nó thì là sử dụng lại cái nước thừa của cái đập dân Văn Phong và coi là để phát điện. Ngay sau khi có quyết định phê duyệt đầu tư dự án nhà máy thủy điện Văn Phong, công ty đã ký hợp đồng với các nhà thầu tập trung thi công phần móng nhà máy để kịp với tiến độ thi công móng đập dân Văn Phong. Tiến hành thi công đổ bê tông thân nhà máy và các sàn lắp thiết bị máy phát điện, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị thi công phần thủy công nhà máy và đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị nhà máy để bảo đảm tiến độ công trình. Xác định đây là công trình quan trọng đối với công ty với kỹ thuật khá mới mẻ, hiện đại, việc sai sót nhỏ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Do đó, chủ đầu tư đã yêu cầu các đơn vị thi công tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm kỹ thuật trong thi công. Nếu như tháng 1 năm 2013, nhà máy được cấp phép đầu tư và tiến hành thi công các hạng mục chính, thì đến tháng 10 năm 2014 đã cơ bản hoàn thành xong 12 hạng mục chính của nhà máy, đánh dấu sự chạy đua với thời gian của một công trình có ý nghĩa dân sinh. Theo thống kê, tổng khối lượng đào đắp các loại trên 21.250 m3, tổng khối lượng bê tông trên 13.550 m3. Công trình đã sử dụng 1.226 tấn sắt thép các loại, tiến hành lắp đặt 620 tấn thiết bị nhà máy. Điều đáng nói là việc xây dựng lắp ráp các thiết bị của nhà máy đều được tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng mỹ thuật cao nhà máy và tổng thể công trình Văn Phong. Nói chung chất lượng kỹ thuật ở trong nhà máy Văn Phong này thì tương đối tốt so với những nhà máy khác. Tất cả các ban chủ đầu tư này, bên chuyên gia lẫn bên thí nghiệm là đều tập trung hết sức để làm phát vấn đề kỹ thuật ấy, thì làm hết sức để đưa vào vận hành sớm nhất, mà cũng thực tế là thời gian hòa lưới ở nhà máy Văn Phong là tương đối sớm so với những nhà máy thủy điện khác. Lần đầu tiên tại Bình Định, một nhà máy thủy điện sử dụng công nghệ tuabin capsule, do đó việc lắp đặt kiểm tra kỹ thuật điện và vận hành nhà máy là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Với đặc thù đa phần là kỹ sư trẻ, ưu điểm là ham học hỏi, năng động. Do đó, trong suốt thời gian qua,
đội ngũ kỹ sư nhà máy luôn bám sát công trình, học tập, nghiên cứu, tìm hiểu các hệ thống thiết bị cũng như hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài để việc vận hành bảo đảm an toàn thông suốt sau khi hòa điện lưới quốc gia. Thời gian đầu thì nó cũng có một số bỡ ngỡ, nhưng mà trong quá trình vận hành thì sẽ tìm hiểu thêm. Dựa trên những cái mạch và cái tài liệu kỹ thuật của bên chuyên gia họ cung cấp, thì thông qua đó thì cũng dựa trên bán vẽ rồi và cái thực tế là cái yêu cầu quan trọng để mà mình bám sát với nắm bắt được cái kỹ thuật của chuyên gia, đúng không? Đây là một cái mô hình tuabin mà có ưu điểm rất lớn khi mà tận dụng một cái cột nước rất là thấp. Với dự án này là hơn 3 mét đều có thể phát được điện. Cái dự án thủy điện mà tuabin ống đèn là một dự án thủy điện mà nó có cái yêu cầu kỹ thuật rất là cao, và cái mức độ yêu cầu về kỹ thuật về lắp đặt sẽ cao hơn so với các cái kiểu tuabin khác. Về quá trình mà thực hiện nhà máy thì tôi thấy có rất là nhiều thuận lợi, bởi vì là nhất là đơn vị xây dựng cũng chính là chủ đầu tư của công ty 47 cũng đã thực hiện và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong quá trình mà thi công và hoàn thành dự án. Và cộng với cái kinh nghiệm trong nhiều dự án thì chúng tôi thấy rằng với cái mô hình tuabin này chúng tôi đã rất là thuần thục, và cái quá trình mà thực hiện đều diễn ra hết sức là thuận lợi, suôn sẻ. Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2014, nhà máy tiến hành kiểm tra, hiệu chỉnh xong các thiết bị. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 8 tháng 1 năm 2015, chạy thử nghiệm phần cơ, điều tốc, tuabin, máy phát và hòa lưới thành công cả 3 tổ máy vào ngày 9 tháng 1 năm 2015. Ngày 18 tháng 1 năm 2015, nhà máy tiến hành nghiệm thu có tải theo quy định 72 giờ mang tải. Tiếp sau đó một ngày, nhà máy tiến hành vận hành khai thác điện thương mại. Và ngày 25 tháng 1 năm 2015, đánh dấu mốc quan trọng đối với nhà máy cũng như ngành thủy điện Bình Định khi nhà máy chính thức khánh thành sau 2 năm xây dựng. So với nhiều công trình thủy điện khác, nhà máy thủy điện Văn Phong hoàn thành trong thời gian khá sớm. Việc đưa vào sử dụng nhà máy thủy điện Văn Phong cũng đồng nghĩa hàng năm sẽ bổ sung thêm 22,7 triệu kWh, góp phần cùng các nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn, Định Bình, Trà Sơn, An Khê, Ca Hát, Tiên Thuận trên địa bàn Bình Định hòa vào lưới điện quốc gia, sản lượng điện của khu vực. Khi hệ thống lưới điện quốc gia mà có trục trặc gì thì chúng ta có thể cắt ra, và cái nhà máy thủy điện Văn Phong này sẽ cấp điện cho một cái khu vực trong cái huyện Tây Sơn là rất là chủ động trong quá trình là khai thác và phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương ở khu vực huyện Tây Sơn. Thì đấy là cái đặc điểm. Và cái nhà máy này là một cái nhà máy mang chất là về môi trường, nó gần như là không có tàn phá môi trường, tận dụng cái lượng nước dòng chảy ở trên một cái dòng sông, và không có hồ đập, không có diện tích rừng, và không có gây ra những cái lũ lụt mà như những cái nhà máy khác là gây ra. Cho nên cái hiệu quả kinh tế của nhà máy thủy điện Vân Phong này là một cái nhà máy có hiệu quả rất là lớn, nó tận dụng tất cả những cái tiềm năng của thiên nhiên và không ảnh hưởng đến môi trường, và có thể là đem cái năng lượng này phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà máy thủy điện Văn Phong hết sức có ý nghĩa, vì ngoài việc cung cấp điện năng, nhà máy thủy điện Văn Phong còn phối hợp với đập dân Văn Phong trong chế độ điều tiết nước, góp phần phục vụ nông nghiệp cho vùng hạ du các huyện Tây Sơn, An Nhơn và Tuy Phước. Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Văn Phong đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật công trình cao là sự nỗ lực quyết tâm rất lớn của công ty. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ đóng góp một phần vào lượng điện quốc gia. Nhà máy thủy điện Văn Phong và đập dân Văn Phong nơi đây sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn cho ngành du lịch Bình Định trong tương lai nay mai.